Note 10 không cứu được Samsung. Samsung vừa công bố doanh thu quý 3 năm 2019. Mặc dù doanh số Galaxy Note 10 và mảnh smartphone tăng mạnh mẽ, nhưng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vẫn có một quý kinh doanh ảm đạm. Báo cáo doanh thu quý 3 năm 2019 vừa được Samsung công bố cho biết, lợi nhuận của hãng giảm gần 56%, mặc dù doanh số mảng smartphone, màn hình và TV của Samsung rất tốt, nhưng sự đình trệ của thị trường chip nhớ toàn cầu, vốn là mảng kinh doanh có lợi nhuận cao nhất của hãng, khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, Samsung đạt doanh thu quý 3 năm 2019 đạt 62.000 tỷ won, khoảng 53 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận thu về 7,78 nghìn tỷ won, khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 55,7%. Mặc dù mảng kinh doanh di động đạt doanh thu 29,25 tỷ won, khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% với lợi nhuận tăng 32% lên mức 2,92 tỷ won, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận mảng smartphone và mảng kinh doanh màn hình đã gánh đỡ một phần sự sụt giảm của thị trường kinh doanh chip. Samsung là nhà sản xuất chất bán dẫn và smartphone lớn nhất thế giới, nhưng hãng đang phải vật lộn với sự sụt giảm giá và nhu cầu chip chậm hơn trước đây trên toàn cầu. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã đầu tư rất nhiều vào mảng này trong năm 2016 và 2017 để đẩy mạnh sản xuất, nhưng các đơn hàng chip toàn cầu dùng cho smartphone, xe hơi kết nối internet và các thiết bị khác chậm hơn dự kiến. Samsung cho biết có những dấu hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh bán dẫn, được thúc đẩy bởi việc phát triển của smartphone 5G trong những tháng tới. Tuy nhiên, hãng cũng cho biết, nhu cầu chất bán dẫn cho năm tới cần được xem xét thận trọng vì những bất ổn ở môi trường kinh tế vĩ mô do chiến tranh thương mại Mỹ Trung